mọi người. Xin chào người và chào mừng tới quay lại với kênh. Thôi nhé. Có vẻ video trước của mình tiếng có vẻ hơi nò. Thế mình sẽ giảm tiếng của game một tí và nói to hơn một tí. Sự giọng mình đang rất là hơi chạy khàn. Đúng không? Mình nhớ nó không thích cái pin mà ra. Sao lại bị gì nhá? Đóng đi. Tôi đã gần gì làm đấy rồi. Lần trước chúng ta làm đâu nhỉ? À mà để đây. Ủa? Để nói gì nhỉ? Game này xong chỉ nghe khá là dễ hiểu. Ngoại trừ rối loạn quá rối não. Ôi thôi đi nào. Rồi, xong hồ xong vừa đặt ổ hết cái thứ lên. Mọi người chẳng thấy gì chút nào cả. Mọi người hãy để ý nhá. Và riêng game này là một khi những chỗ nào mình còn ấn được, có nghĩa là chỗ đấy vẫn còn dùng được. Dù mọi người nghĩ nó hết đồ rồi, nhưng mà đa phần nhá, là những chỗ nào còn ấn được là chỗ, có nghĩa chỗ đấy mình còn dùng được. Và nghiên mình nói rồi, chỉ đa phần thôi, phải nặng định nghĩa rồi. Mình đừng có phụ nặng lò dò lò dò ngồi trong một khẩu đi ra. Hả? Cái này chưa xong rồi. Cái gì tôi còn hiểu ra. Đây là chỗ này. Mọi người chờ tí nhá. Xin lỗi mọi người. Hóa ra mình thiếu ạ. Không phải là mình thiếu ở cái gì ở cửa trước mà phải đến cửa đặt xếp trước. Thế là bây giờ mất thời gian đúng không? Kiếm cái xẻng của kẻ đào mộ. À mọi nhớ này. Tam giác tròn vuông sao?
Không phải, không phải tam giác tròn vuông đâu, im đi. Tam giác tròn vuông sao? Tam giác vuông, tam giác tròn vuông, tam giác tròn, tam giác vuông, tam giác vuông tròn. Sao biết mày đã bị mệt rồi? Mày có bị? Ủa? Quá thật thú vị, thật thú vị nữa. Tôi mỏi trong vô sau. Còn gì không ta? Ok, hello mọi người nhá. Mọi người xem thử đếm nhá. Cái này chậm nhất này. Cái này chậm thứ hai. Chậm thứ ba. Và cái này nhanh nhất. Nhưng nó phải ở đấy đâu. Đúng là cái chậm nhất thôi. Đúng rồi, chờ tí theo xuống đó. Người xem nhá, tôi phải ngồi tới mất 5 phút, tôi ngồi tôi sửa cái này. 1, 2 đúng như chỗ không? Đó, mọi người thấy chưa? Hẳn luôn vỡ. Chúng ta lấy số ở trên này nhá. Các xe này. Săn lá 2, 4, 9, 0. 2, 4 là 0 là sân trời. 4 là 1 đâu. Đấy như 9 là 1 vàng. Chẳng là có diên, diên làm gì nhỉ? À không, có việc. Cộng tất cả thành 15. Chúng ta lấy cái số ở phía trước bên này. 2 là 7. Ủa? Tôi chưa lấy được cái đây, hay đi nào. À, vừa rồi đọc cái gì? 2 và 7. Ở dưới là 6. Đây, 4. Mọi người thì tính đầu ra 14 này. 4, 7. Đây, 4 này. 4, 7. 9. 7, 6, 9. 9, 8. Đó. Chúng ta cầm vô đây. Và ta phải lên đây nhìn. Đó. Đỏ, sân trời, sân lá. Lá được theo đúng như này. Đỏ. Sân trời. Sân lá. Ủa, khi nãy mình lấy ở chỗ kia chứ mọi người nhỉ? À mình lấy rồi. À cái gì cũng có việc này. Ủa mình nhớ còn một món nữa ngon nhá. Hay mình chưa tìm ra. Thôi ra để đến chỗ này đã. Nó ra này. A mờ vào giờ sáng.
Cái này chờ tí mình kiếm đã. À không, là chỗ này. Mình nhớ rồi về sau thì ở cách này này. Không có gì nhé. Sao còn lên đây cơ? Phải lo trong hộp nhỉ. Sao trong hộp rồi. Đây, áp dụng theo này. À, mình nhớ là 7 giờ 15. Ra có một khẩu là 45076. 45076, mọi người nhớ nha. 45076. Bốn năm không bảy sáu. Ra có được đèn dầu. Không phải lấy chai dầu đâu nhỉ. Làm nhớ rồi. Rồi ra có nhiệm vụ nữa. Cái này không khó, chỉ hơi lâu thôi. Có thể đảm bảo một mình như vậy. Cái này sẽ ướt vào một thời gian. Thật sự không có thì hơi lâu rồi. Mình cho người ta tốn rất nhiều nữa. Còn mình cần cái cần gọi mình không nhớ là mình cần cái ghế ở đâu rồi. Chắc là chắc chắn là mình nhớ là cả không nhanh mà mà mình nhớ rồi là cái chỗ bẫy này. Thôi video của mình dừng lại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video sau.